Hạ Nguyễn Xuân Ký, liệu Tô Lâm có đấm trượt Phạm Minh Chính một lần nữa hay không? Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã bị cách hết các chức vụ về mặt đảng, xem như ông Ký đã dính đòn rất nặng. Đây là bước đầu tiên để dọn đường cho Tô Lâm hốt ông Ký về Bộ Công an mà khai thác. Nguyễn Xuân Ký từng là chánh văn phòng tỉnh ủy thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư. Đáng nói là ông Ký giữ chức vụ này ngay thời điểm bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn IC trúng thầu bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Vụ án IC tại Quảng Ninh đã bị truy tố nhưng lại vắng mặt nhân vật chính là bà Nhàn. Chính vì vắng mặt bà Nhàn mà các vụ án liên quan đến IC trên toàn quốc nên cả ông Nguyễn Phú Trọng trước đây và Tô Lâm hiện nay liên tục đánh trượt ông Chính. Không phải đợi đến khi nắm chức Tổng Bí Thư, ông Tô Lâm mới nhắm vào Phạm Minh Chính, mà khi còn là thuộc hạ của ông Trọng, Tô Lâm đã tường kế tiệu kế để ông Trọng truy dấu vết sai phạm của ông Chính. Nhưng cả hai điều này đều phải bó tay trước ông Thủ tướng. Có lẽ qua hơn 2 năm mà không thể tìm ra dấu vết sai phạm nào của Thủ tướng, nên Tô Lâm mới không chọn ông Chính mà chuyển hướng đánh vào Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Trong khi chỉ cần một tháng là đã hạ được Võ Văn Thưởng, thêm một tháng nữa là hạ được Vương Đình Huệ và với khoảng thời gian tương tự để hạ bà Trương Thị Mai. Nhưng với ông Phạm Minh Chính thì đã qua hơn 2 năm mà chẳng hề tiến triển được gì. Ông Tô Lâm cũng đã làm mọi cách, kể cả việc tung quân sang tận Dubai để bắt Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng IEC, nhưng cuối cùng chẳng khai thác được gì hơn. Giờ đây, Tô Lâm lại cho đánh mạnh vào Nguyễn Xuân Ký với hy vọng tìm được manh mối khả dĩ để có thể hạ được Phạm Minh Chính. Tìm kiếm sai phạm của ông Chính, ông Tô Lâm là người mù mờ, cua quạng hết nơi này đến nơi khác mà vẫn không đúng mục tiêu. Phạm Minh Chính thì cứ kiên trì bám trụ trước dung bão chính trường, khả năng cao ông Chính còn có thể trụ thêm một thời gian dài nữa. Điểm khác biệt giữa ông Chính với những nạn nhân khác của Tô Lâm chính là cách ăn vụng. Ông Thủ tướng biết chùi mép, còn các nhân vật kia thì không. Có thể khi đã lên đến cấp cao rồi thì họ mới biết cách chùi mép, nhưng như vậy đã là quá muộn. Bởi đã ăn vụng thì phải chùi mép ngay từ đầu, đừng để lại dấu vết gì cả. Chưa có ai làm được điều này ngoại trừ ông Phạm Minh Chính. Sức mạnh của ông Tô Lâm trên chính trường không khác gì ngoài những cú đấm và rất hiểm. Với bất kỳ đối thủ nào, Tô Lâm cũng chỉ cần tung một đòn là hạ gục. Nhưng với ông Phạm Minh Chính thì Tô Lâm tung đòn cứ như đấm vào hư không vậy. Với một người lì đòn như thế, vững vàng như thế, thì Tô Lâm không thể coi thường. Người như thế sẽ trỗi dậy mạnh mẽ một khi bão táp qua đi. Và liệu rằng Tô Lâm có thể tạo được sóng gió chính trường một cách liên tục để ông Chính phải liên tục chống đỡ hay không? Thịnh suy trong sự nghiệp chính trị của mỗi người không phải là thứ mà Tô Lâm có thể điều khiển được. Hiện nay sự nghiệp chính trị của Tô Lâm đang thịnh, nhưng biết đâu chỉ ít lâu nữa ông lại suy thì sao đây? Lúc đó nếu vẫn chưa hạ được Phạm Minh Chính thì ông Chính sẽ trỗi dậy rất nhanh. Xem ra với việc tấn công vào Nguyễn Xuân Ký thì khả năng Tô Lâm lại đánh trượt thêm một lần nữa là rất cao. Bởi với người giỏi chùi mép ngay từ đầu thì rất khó để Tô Lâm tìm kiếm được gì đúng cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Với Tô Lâm, Phạm Minh Chính sẽ là đối thủ lớn nhất đời ông, rất khó cho Tô Lâm để có thể hạ một đối thủ như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Hạ Nguyễn Xuân Ký, liệu Tô Lâm có đấm trượt Phạm Minh Chính một lần nữa hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Vì sao vua trụ hạng Phạm Minh Chính vẫn thách thức Tô Lâm? Trong bóng đá có những đội bóng luôn bị quần tơi tả, nhưng cuối cùng vẫn trụ lại được ở giải đấu. Một trong những nguyên nhân là cách tính toán chiến thuật sao cho không bị ép đến mức phải rời giải. Có những đội bóng tưởng như phải xuống hạng hết mùa lại đến mùa khác, nhưng lại vẫn trụ được hạng thành công, trong khi những kẻ ngang hàng lại lần lượt rớt hạng. Những đội bóng như thế thường tặng được danh hiệu là vua trụ hạng. Trong chính trường Việt Nam hiện nay, Phạm Minh Chính có thể được xem là một ông vua trụ hạng, khi mà những nhân vật tứ trụ được bầu chọn trong nhiệm kỳ này giờ đây chỉ còn lại một mình ông. Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng đã bị ép rời khỏi ghế.
Nguyễn Phú Trọng thì chết vì bệnh, và cuối cùng chỉ còn lại một mình Thủ tướng là trụ duy nhất cho tới nay. Để trở thành một ông vua trụ hạng trong tứ trụ, Phạm Minh Chính có những ưu thế mà người khác không có. Đó là ông Chính từng làm việc trong ngành tình báo của Bộ Công an, nên ông rất am hiểu về công việc bảo mật, tính trước được những bước đi dự phòng, khiến cho Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm phải bó tay. Không phải ông Chính trong sạch, ông cũng vấy bẩn như những quan chức khác, đặc biệt trong vụ IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang phơi ra trước bàn dân thiên hạ, nhưng Tô Lâm lại không làm gì được. Đấy mới là sự khác biệt của Phạm Minh Chính so với những nhân vật còn lại. Đầu mối của vụ IC là bà Nhàn thì đã đang lẩn trốn rất kỹ ở nước ngoài. Bà Nhàn được cho là đang ẩn nấp tại Đức, là quốc gia đang rất cảnh giác với Tô Lâm. Nếu ông Tô Lâm tung quân hành động là sẽ bị nắm thóp, xem như Tô Lâm bất lực trước bà chủ IC. Để hạ gục được Phạm Minh Chính, hai năm qua, Tô Lâm đã tìm mọi cách, kể cả việc lặn lội ra tận Dubai để bắt kế toán trưởng IC, nhưng rồi kết quả cũng chỉ là con số 0 tròn chỉnh. Bà Nhàn không hề dùng nhân sự IC vào việc giao dịch với ông Phạm Minh Chính và các nhân vật cấp cao khác, mà bà dùng Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, Tổng cục 2 đến nay vẫn là thành trì bất khả xâm phạm, rất khó để ông Tô Lâm có thể làm được gì dù đã nắm được chức Bí thư Quân ủy Trung ương. Vừa lên ngôi, Tô Lâm đã chạm ngay Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký như là bước thăm dò tìm đường đến nhà Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, cho dù ông Ký có bị bắt, bị điều tra thì cũng khó mà khai thác được gì, bởi vì kỹ năng tình báo của ông Phạm Minh Chính khó có thể để cho Nguyễn Xuân Ký nắm giữ bí mật của ông, cho dù ông Ký từng là tay hòm chìa khóa của ông Chính. Ngay tại giai đoạn mà IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu Bệnh viện Nhi Quảng Ninh, điều đó đã được tuyệt đối bảo mật. Còn Phạm Minh Chính thì thế độc tôn của Tô Lâm chưa thể vững bền, thông thường những kẻ chết hụt thì lại hay sống dài. Nếu ông Chính có thể chẳng hề ăn gì sau bao nhiêu sóng gió của chính trường, thì rất có thể về sau ông trở thành một thế lực hùng mạnh. Cho dù Tô Lâm có nắm giữ được Bộ Công an, nhưng cả Bộ Chính trị chẳng ai ưa Tô Lâm cả. Hơn nữa, nhóm Nghệ Tĩnh và Hà Tĩnh đang bị Tô Lâm o ép, họ là những nhóm rất mạnh, đang là nạn nhân của Tô Lâm. Nếu có cơ hội thì nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa liên minh lại thì lúc đó Tô Lâm cũng không dễ đối phó. Dù ông Phạm Minh Chính đã ngửa bài nhưng vẫn chưa thua ván nào, Tô Lâm phải làm sao để hạ được ông đây? Xem ra bài toán hạ bệ Phạm Minh Chính đang là bài toán khó giải nhất với Tô Lâm hiện nay. Chính trường lắm thành phần, đâu phải ai cũng dễ đổ để mà Tô Lâm bắt nạt, mà Phạm Minh Chính là một điển hình. Ông Chính đang là chướng ngại lớn nhất để Tô Lâm chinh phục chức vô địch trên chính trường tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao vua trụ hạng Phạm Minh Chính vẫn thách thức Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.